Chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại với Medibang và giới thiệu cho các bạn về cái screentone. Trong chuyện vẽ truyện tranh thì việc add screentone là rất cần thiết, nhất là những bạn vẽ trắng đen. Các bạn thấy đây là một trang truyện mà mình đã add screentone sẵn hết rồi. Thì mình sẽ tắt bớt các layer screentone đi và để lại một bảng. Đây là bảng raw ha, là bảng chỉ có liner thôi, không có add-on gì hết. Mình sẽ tạo một layer mới. Việc tạo layer mới này để tiện cho khi bạn chỉnh sửa, xóa gì đó trên screentone, nó sẽ không ảnh hưởng đến những cái đường nét các bạn đã đi sẵn. Và để add screentone thì các bạn nên nhớ là các bạn sẽ cần mở cái Open Material Dialog ở đây, tại vì cái screentone của Medibang nó sẽ nằm ở trong này. Trước hết mình chọn công cụ Wand. Đây mình sẽ chọn Canvas. Tại sao mình chọn Canvas? Tại vì việc lựa chọn Reference là Canvas thì các bạn không cần quan tâm đến việc giống như trong Photoshop là phải click vào layer đó nữa. Mình sẽ chỉ việc click thẳng ở đây và nó sẽ dựa trên cái hình này, xem như cái hình này là một file JPG hay PNG gì đó, và cứ tạo vùng chọn các bạn. Và expand các bạn có thể chọn 0, 1, 2, 3 pixel tùy, tức là cái độ nở rộng của cái vùng chọn ra. 0 pixel thì thường nó hay bị trừ lại khoảng một cái khoảng trống nho nhỏ mà mình không thích, nên thường hay để là ở 2 pixel. Rồi sau khi các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì mình sẽ mở cái material là nơi chứa screentone của Medibang. Các bạn thấy trong đây có title, tile, tone, item. Cái này nó là giống như mấy cái chấm 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 ở trong mấy cái truyện tranh. Còn cái tone này nó có những cái hiệu ứng giống như là vải, quần áo hay là hoa lá cành. Các bạn có thể thấy cái thumbnail ở dưới này để cho biết được cái tone đó là về cái gì. Thậm chí có những cái electric shock như thế này, và cả những cái đường hội tụ. Nếu như các bạn làm biển vẽ đường hội tụ thì những cái này, đây là bộ screentone mà mình đã sưu tập trong mấy tháng qua trong Medibang này. Thì việc add như thế nào rất đơn giản, đó là các bạn chỉ việc chọn vùng chọn xong, kéo một cái tone nào đó các bạn ưa thích, zoom nó lên nếu như thấy nhỏ quá, có rotate nó nếu như thích, sau đó là ok. Và deselect nó đi. Đây mình đã xong phần add tone, nó là trong này. Vậy thì các bạn phải lấy tone từ đâu? Nếu như default tone nó không đáp ứng được nhu cầu của mình, trước tiên cách thứ nhất là các bạn sẽ lấy từ trên cloud của Medibang về. Ở đây có rất nhiều. Các bạn click vào tay biểu tượng cloud ở ngay dưới này, phía góc dưới màn hình nó sẽ hiện ra một cái box. Ở đây nó có thể hiện rất là nhiều cái tone cho các bạn lựa chọn. Thậm chí là nó có cả background như là đường phố, nhà cửa. Các bạn sẽ không cần phải vẽ nữa. Thật ra thì tùy chuyện thôi, để phù hợp không chuyện thì các bạn có thể bỏ vô. Khi các bạn click như vậy thì các bạn sẽ có thumbnail dưới để nhìn thấy rõ cái tone này như thế nào. Các bạn lựa được cái tone nào đó vừa ý rồi thì click vào Stuck to my list hoặc Paste to canvas, rồi các bạn sẽ chụp thẳng luôn vào trong cái trang truyện này. Còn nếu như mà các bạn chọn Stuck to my list là nó sẽ để mình chọn cái nào ha, đây cái này thì nó sẽ đi thẳng vào trong cái bộ sưu tập của các bạn. Mình close này ha, đây nó sẽ vô thẳng bộ sưu tập của các bạn ở đây. Rồi khi đó các bạn chỉ kéo ra mà zoom nó lại. Nên nhưng mà chiều ngang gì không đủ, rất tiếc ở đây nó không có free transform giống như trong Photoshop.
các bạn quay ngang nó qua như vậy. Rồi, ok. Đây, mình đã xong cái phần screen tone. Cách thứ hai là các bạn có thể lên Google để tìm một cái screen tone phù hợp hơn. Ở trên địa vị này có một cái account. Đây, cái account này nó có rất là nhiều cái screen tone, thậm chí là cả background nữa. Các bạn có thể browse gallery và lựa cái nào mình thích. Ví dụ như cái này là bút vẽ rồi. Đây, basic tone. Đó, các bạn có thể lựa này và lượng lượng trên này có nhiều cái rất là thú vị. Nên nhớ là có một số cái nó chỉ là low resolution, tức là cái file nó không có lớn ha. Nên các bạn tốt nhất nên kiếm những file to lớn với 300-600 dpi trở lên và download nó về. Mình đã có sẵn một bộ sưu tập cập nhật mấy năm trời từ trên web ở đây. Thường nó là file có GIF, PNG thì những cái file nó sẽ chất lượng sẽ cao và cái kích cỡ cũng lớn hơn. Sau đó các bạn qua đây, các bạn mở file mà các bạn cần add vào. Ví dụ như vậy này. Nên kiểm tra cái kích cỡ size trước. Tốt nhất là từ 2000-3000 pixel trở lên. Như vậy nó sẽ tốt cho trang truyện hơn. Bởi vì một trang truyện default ở đây của Medibang hỗ trợ những cái in luôn, nó đã là 3000-4000 rồi. Thì sau khi các bạn lựa được cái screen tone ưng ý thì trong phần material các bạn chọn Add Material from Canvas. Sau khi các bạn add nó xong thì mình sẽ đặt tên của cái tone này lại để cho dễ nhớ, rồi Enter và quay lại trang truyện. Đây, vậy là mình đã có một tone mới theo như đúng ý mình. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cái ở trong chip, ở trong Atone nữa. Các bạn có thể thấy là cái vùng này là nó nhìn nó cào cào, nó có hiệu ứng rất là hay. Thì cái này ở trong bàn vẽ tay của các họa sĩ Nhật, sau khi người ta vẽ xong, người ta Atone xong, người ta sẽ dùng dao để cạo đi tạo hiệu ứng này. Vậy thì trong Medibang làm như thế nào? Trước tiên là mình tắt cái phần layer mà của cái tone đó đi và tạo layer mới để làm bài từ đầu các bạn xem. Như cái tone mình đã chỉ chọn một vùng chọn và lựa một cái chấm 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 mình thấy phù hợp, nó dùng cái tone nào đó mình thấy phù hợp, sau đó ok. Thì các bạn thấy đây là cái tone mình nguyên mẫu mình đã làm xong. Vậy để có cái phần trắng trắng đó làm như thế nào, mình sẽ chọn stipple pen. Stipple pen này là một cái brush có sẵn của Medibang. Nên các bạn chỉ việc chọn tiếp theo là chọn cái phần cái ô này, là ô transparency. Các bạn nhớ là trong brush không phải là eraser, không phải là cục tẩy nha. Tại vì khi cái brush này, khi các bạn chọn transparency thì nó sẽ tạo thành cái dùng trắng dễ trong suốt ở trong đó. Các bạn kéo size cho lớn một chút và ở đầu vẽ lên. Đừng lo là lem gì hết, tại vì transparency nó sẽ không nhìn thấy gì hết. Cái kích cỡ cỏ càng lớn thì cái độ hộp của nó cũng càng nhiều, khoảng cách nó rộng ra. Các bạn thấy đây là sau khi mình đã sử dụng stipple pen. Thì trong lúc vẽ các bạn có thắc mắc gì về Medibang thì nhớ đặt comment câu hỏi ở bên dưới, mình sẽ tìm hiểu chuyện đó và sẽ quay video sau. Chúc các bạn vẽ truyện tranh thành công.